Phật bảo: Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đã có thể thành tựu được công đức như vậy, thì khi ấy Tứ Đại Thiên Vương ở thế giới ba lần ngàn đều rất vui mừng, cùng khởi lên ý nghĩ: Nay đây chúng ta nên đem bốn bát dâng lên Bồ Tát này, như xưa kia Thiên Vương đã dâng bát lên các Đức Phật trước. Khi ấy, cõi trời 33, trời Dạ Ma, trời Đồ Sử Đa, trời Lạc Biến Hóa, trời Tha Hóa Tự Tại trong thế giới ba lần ngàn đều rất vui mừng, cùng khởi lên ý nghĩ: Chúng ta đều nên cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Bồ Tát như thế, khiến hung đảng A Tố Lạc tổn giảm dần và khiến cho các thiên chúng quyến thuộc tăng thêm. Khi ấy trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Phạm Hội, trời Đại Phạm, trời Quang, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Cực Quang Tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Quảng, trời Thiểu Quảng, trời Vô Lượng Quảng, trời Quảng Quả, trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Hiện, trời Thiện Kiến, trời Giác Cứu Cánh, trong thế giới ba lần ngàn vui mừng hớn hở, cùng khởi lên ý nghĩ: Chúng ta nên thỉnh Bồ Tát như thế, mau chứng quả vị giác ngộ cao tột, chuyển bánh xe pháp màu nhiệm, đem lại lợi ích cho tất cả. Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, khi sáu pháp Ba La Mật Đa tăng trưởng, thì các thiện nam tử, thiện nữ nhân trong thế giới đó, hoặc thấy hoặc nghe đều rất vui mừng, cùng khởi lên ý nghĩ: Chúng ta nguyện sẽ làm cha mẹ, anh em, chị em, vợ con, quyến thuộc, tri thức, bằng hữu với Bồ Tát như thế. Nhờ phương tiện này mà tu hành các thiện nghiệp cũng sẽ chứng được quả vị giác ngộ cao tột. Khi ấy, thiên chúng trong cõi Tứ Đại Thiên Vương ở thế giới ấy cho đến trời Giác Cứu Cánh, hoặc thấy hoặc nghe đều rất vui mừng, cùng khởi lên ý nghĩ: Chúng ta sẽ tạo các phương tiện để cho vị Bồ Tát ấy xa lìa phi phạm hạnh. Từ khi mới phát tâm cho đến thành Phật, thường tu phạm hạnh. Vì sao vậy? Vì nếu nhiễm sắc dục thì sinh nơi cõi Phạm Thiên còn có thể bị chướng ngại, huống là chứng được quả vị giác ngộ cao tột. Cho nên Bồ Tát là người đoạn dục, xuất gia, tu phạm hạnh mới có thể chứng được quả vị giác ngộ cao tột, chứ chẳng phải là người không đoạn dục. Khi ấy, Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát cần phải có cha mẹ, vợ con, các thân hữu không? Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Hoặc có Bồ Tát có đủ cha mẹ, vợ con, quyến thuộc mà tu hành Đại Bồ Tát, hoặc có Đại Bồ Tát không có vợ con, từ lúc mới phát tâm cho đến khi thành Phật, thường tu phạm hạnh, không hoại đồng chân, hoặc có Đại Bồ Tát phương tiện khéo léo, thị hiện thọ ngũ dục, rồi nhằm bỏ xuất gia tu phạm hạnh mới chứng được quả vị giác ngộ cao tột. Xá Lợi Tử, ví như ông thầy ảo thuật hoặc đệ tử của ông rất giỏi phương pháp ảo thuật, tạo ra nhiều thứ rất hấp dẫn của ngũ dục, rồi cùng nhau tự do vui hưởng. Theo ông thì sao? Những thứ do trò ảo thuật kia làm ra có thật không? Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn không, bạch Thiện Thệ không. Phật bảo: Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát cũng lại như thế. Vì muốn thành thục các loại hữu tình, phương tiện khéo léo, giả hiện hưởng thụ ngũ dục, thật ra không có việc đó, nhưng Đại Bồ Tát này, ở trong ngũ dục, cực kỳ nhàm chán, không bị tội lỗi ngũ dục làm ô nhiễm, dùng vô lượng phương pháp mà sát các dục. Vì dục là lửa dữ thiêu đốt thân tâm, vì dục là thứ dơ bẩn làm ô nhiễm mình và người, vì dục là đầu sỏ đã, đang và sẽ luôn làm tổn hại, vì dục là giặc oán đêm dài rình tìm làm suy tổn. Dục như đuốc cỏ, dục như trái đắng, dục như gươm bén, dục như đống lửa, dục như đồ độc, dục như huyễn hoặc, dục như giếng tối, dục như quỷ, chiên trà la, giả làm người thân, vân vân. Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát dùng vô lượng lời lẽ nặng nề như vậy để mà sát các dục, đã hiểu rất rõ tội lỗi của các dục, thì đâu có thật sự hưởng thụ các dục, chỉ vì sự lợi ích, giáo hóa hữu tình, nên đã phương tiện khéo léo giả hiện, thụ hưởng các dục. Lúc bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát nên tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế nào? Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Xá Lợi Tử, khi Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quan sát như thế này: thật có Bồ Tát mà chẳng thấy có Bồ Tát, chẳng thấy có tên Bồ Tát, chẳng thấy có Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy có tên Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy tu hành, chẳng thấy chẳng tu hành.
Vì sao? Xá lợi tử, vì tự tánh Bồ Tát là không, tên Bồ Tát là không. Vì sao vậy? Vì tự tánh của sắc là không, chứ chẳng phải do không có mà không. Cái không của sắc chẳng phải sắc, sắc chẳng lìa không, không chẳng lìa sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Tự tánh của thọ tưởng hành thức là không, chứ chẳng phải do không có mà không. Cái không của thọ tưởng hành thức chẳng phải là thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức chẳng lìa không, không chẳng lìa thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức tức là không, không tức là thọ tưởng hành thức. Vì sao? Xá lợi tử, vì đây chỉ có tên gọi là Bồ Đề, đây chỉ có tên gọi là Tát Đoà, đây chỉ có tên gọi là Bồ Đề Tát Đoà, đây chỉ có tên gọi nên gọi đó là không. Đây chỉ có tên gọi đó là sắc thọ tưởng hành thức, tự tánh là như vậy, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh. Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, chẳng thấy sanh, chẳng thấy diệt, chẳng thấy nhiễm, chẳng thấy tịnh. Vì sao? Vì chỉ giả lập những cái tên tạm đối với các pháp để phân biệt giả lập cái tên tạm. Theo đó khởi lên ngôn thuyết, gọi như thế này, như thế kia, rồi sinh khởi chấp trước thế này, thế nọ. Khi Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với tất cả những cái như thế, chẳng thấy có, do chẳng thấy có mà không sanh chấp trước. Lại nữa, xá lợi tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quan sát như thế này, Bồ Tát chỉ có tên gọi, Phật chỉ có tên gọi, Bát Nhã Ba La Mật Đa chỉ có tên gọi, sắc chỉ có tên gọi, thọ tưởng hành thức chỉ có tên gọi, nhãn xứ chỉ có tên gọi, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chỉ có tên gọi, sắc xứ chỉ có tên gọi, thanh hương vị xúc pháp xứ chỉ có tên gọi, nhãn giới chỉ có tên gọi, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chỉ có tên gọi, sắc giới chỉ có tên gọi, thanh hương vị xúc pháp giới chỉ có tên gọi, nhãn thức giới chỉ có tên gọi, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chỉ có tên gọi, nhãn xúc chỉ có tên gọi, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chỉ có tên gọi, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chỉ có tên gọi, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chỉ có tên gọi, địa giới chỉ có tên gọi, thủy hỏa phong không thức giới chỉ có tên gọi, nhân duyên chỉ có tên gọi, đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chỉ có tên gọi, do duyên sanh ra các pháp chỉ có tên gọi, vô minh chỉ có tên gọi, hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ lo phiền chỉ có tên gọi, bồ thí ba la mật đa chỉ có tên gọi, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chỉ có tên gọi, cái nội không chỉ có tên gọi, cái ngoại không, cái nội ngoại không, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tử tướng, cái không cậu tướng, cái không tất cả pháp, cái không không thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh chỉ có tên gọi, bốn niệm trụ chỉ có tên gọi, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chỉ có tên gọi, không giải thoát môn chỉ có tên gọi, vô tướng vô nguyện giải thoát môn chỉ có tên gọi, khổ thánh đế chỉ có tên gọi, tập diệt đạo thánh đế chỉ có tên gọi, bốn tịnh lự chỉ có tên gọi, bốn vô lượng, bốn định vô sắc chỉ có tên gọi, tám giải thoát chỉ có tên gọi, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chỉ có tên gọi, pháp môn Đà La Ni chỉ có tên gọi, pháp môn Tam Ma Địa chỉ có tên gọi, bậc cực hỷ chỉ có tên gọi, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân chỉ có tên gọi, bậc chánh quán chỉ có tên gọi, bậc trùng tánh, bậc đệ bát, bậc kiến, bậc bạc, bậc ly dục, bậc dĩ biện, bậc độc giác, bậc bồ tát, bậc như lai chỉ có tên gọi, năm loại mắt chỉ có tên gọi, sáu phép thần thông chỉ có tên gọi, mười lực như lai chỉ có tên gọi, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng chỉ có tên gọi, 32 tướng đại sĩ chỉ có tên gọi, 80 vẻ đẹp kèm theo chỉ có tên gọi, pháp không quên mất chỉ có tên gọi, tánh luôn luôn xả chỉ có tên gọi, trí nhất thiết chỉ có tên gọi, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chỉ có tên gọi,
Trí nhất thiết trí chỉ có tên gọi, vĩnh viễn bứng gốc phiền não, thói xấu đeo đẳng nhiều đời, chỉ có tên gọi. Quả dự lưu chỉ có tên gọi, quả nhất lai bất hoàn A-la-hán chỉ có tên gọi, độc giác bồ đề chỉ có tên gọi, tất cả hạnh đại bồ tát chỉ có tên gọi, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chỉ có tên gọi, pháp thế gian chỉ có tên gọi, pháp xuất thế gian chỉ có tên gọi, pháp hữu lậu chỉ có tên gọi, pháp vô lậu chỉ có tên gọi, pháp hữu vi chỉ có tên gọi, pháp vô vi chỉ có tên gọi. Xá lợi tử, như ngã chỉ có tên gọi, gọi đó là ngã, thật không thể nắm bắt được. Như vậy hữu tình, dòng sinh mạng, sự sanh, sự dưỡng, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, người do người sanh, ngã tối thắng, khả năng làm việc, khả năng khiến người làm việc, khả năng tạo nghiệp, khả năng khiến người tạo nghiệp, tự thọ quả báo, khiến người thọ quả báo, cái biết, cái thấy, cũng chỉ có tên gọi, nghĩa là từ hữu tình đến cái thấy. Vì là không nên không thể nắm bắt được, chỉ tùy theo thế tục mà giả lập tên tạm. Các pháp cũng vậy, không nên chấp trước. Vì thế, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không thấy có ngã cho đến cái thấy, cũng không thấy tất cả pháp tánh. Xá lợi tử, các Đại Bồ Tát tu hành thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, trừ trí tuệ của chư Phật, còn tất cả trí tuệ của thanh văn độc giác đều không thể sánh kịp, vì cái không không thể nắm bắt được. Vì sao vậy? Vì Đại Bồ Tát ấy, đối với tên gọi và cái được gọi tên đều không có cái được, vì xem không thấy có nên không chấp trước. Xá lợi tử, các Đại Bồ Tát nếu có thể tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, thì gọi là khéo tu hành thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Xá lợi tử, giả sử trí tuệ của ngươi và Đại Mục Kiền Liên nhiều như lúa, mè, tre, lau, mía, rừng, vân vân, đầy cả châu thiệm bộ, sánh với trí tuệ của một vị Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì trăm phần không bằng một, ngàn phần không bằng một, trăm ngàn phần không bằng một, ức phần không bằng một, trăm ức phần không bằng một, ngàn ức phần không bằng một, trăm ngàn ức phần không bằng một. Phần toán số, phần tính đếm, phần thí dụ, cho đến phần cực số cũng không bằng một. Vì sao? Vì trí tuệ của vị Đại Bồ Tát ấy có khả năng khiến tất cả hữu tình hướng đến Niết Bàn, mà trí tuệ tất cả thanh văn độc giác chẳng được như thế. Lại nữa, xá lợi tử, vì trí tuệ tu hành trong một ngày của một vị Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, trí tuệ của tất cả thanh văn độc giác không thể sánh kịp. Xá lợi tử, kể cả châu thiệm bộ, giả sử trí tuệ của ngươi và Đại Mục Kiền Liên nhiều như lúa, mè, tre, lau, mía, rừng, vân vân, đầy cả bốn đại châu, sánh với trí tuệ của một vị Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì trăm phần không bằng một, ngàn phần không bằng một, trăm ngàn phần không bằng một, ức phần không bằng một, trăm ức phần không bằng một, ngàn ức phần không bằng một, trăm ngàn ức phần không bằng một. Phần toán số, phần tính đếm, phần thí dụ, cho đến phần cực số cũng không bằng một. Vì sao? Xá lợi tử, vì trí tuệ của vị Đại Bồ Tát ấy có khả năng khiến cho tất cả hữu tình hướng đến Niết Bàn, trí tuệ của tất cả thanh văn độc giác chẳng được như thế. Lại nữa, xá lợi tử, trí tuệ tu hành trong một ngày của một vị Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, trí tuệ của tất cả thanh văn độc giác không thể sánh kịp. Xá lợi tử, kể cả bốn đại châu, giả sử trí tuệ của ngươi và Đại Mục Kiền Liên nhiều như lúa, mè, tre, lau, mía, rừng, vân vân, đầy một thế giới ba lần ngàn, sánh với trí tuệ của một vị Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì trăm phần không bằng một, ngàn phần không bằng một, trăm ngàn phần không bằng một, ức phần không bằng một, trăm ức phần không bằng một, ngàn ức phần không bằng một, trăm ngàn ức phần không bằng một. Phần toán số, phần tính đếm, phần thí dụ, cho đến phần cực số cũng không bằng một. Vì sao? Xá lợi tử, vì trí tuệ của vị Đại Bồ Tát ấy có khả năng khiến cho tất cả hữu tình hướng đến Niết Bàn, trí tuệ của tất cả thanh văn độc giác chẳng được như thế. Lại nữa, xá lợi tử, trí tuệ tu hành trong một ngày của một vị Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, trí tuệ của tất cả thanh văn độc giác không thể sánh kịp. Xá lợi tử, kể cả một thế giới ba lần ngàn,
Giả sử trí tuệ của ngươi và đại mục Kiền Liên nhiều như lúa mè tre lau mía rừng vân vân, đầy cả vô số thế giới chư Phật trong mười phương, sánh với trí tuệ của một đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì trăm phần không bằng một, ngàn phần không bằng một, trăm ngàn phần không bằng một, ước phần không bằng một, trăm ước phần không bằng một, ngàn ước phần không bằng một, trăm ngàn ước phần không bằng một. Phần toán số, phần tính đếm, phần thí dụ, cho đến phần cực số cũng không bằng một. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì trí tuệ của vị Đại Bồ Tát ấy có khả năng khiến cho tất cả hữu tình hướng đến Niết Bàn, mà trí tuệ của tất cả thanh văn độc giác chẳng được như thế. Lại nữa, Xá Lợi Tử, trí tuệ tu hành trong một ngày của một vị Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, trí tuệ của tất cả thanh văn độc giác không thể sánh kịp. Lúc bấy giờ, Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu trí tuệ của thanh văn thừa dự lưu Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, nếu trí tuệ của độc giác thừa, nếu trí tuệ của đại Bồ Tát, nếu trí tuệ của các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác, các trí tuệ ấy đều không sai biệt, không chống trái nhau, không sinh không diệt, tự tánh đều không. Nếu là pháp không sai biệt, không chống trái nhau, không sanh diệt, tự tánh không, vậy sự sai biệt của pháp này đã không thể nắm bắt được, thì tại sao Thế Tôn bảo là trí tuệ của một vị đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chỉ trong một ngày mà trí tuệ của tất cả thanh văn độc giác không thể sánh kịp? Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Xá Lợi Tử, ý ông nghĩ sao? Trí tuệ của một vị đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chỉ trong một ngày đã hoàn thành được việc thù thắng, còn trí tuệ của tất cả thanh văn độc giác có được việc này không? Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Xá Lợi Tử, ông nghĩ sao? Một vị đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa tu trí tuệ trong một ngày, khởi lên ý nghĩ: Ta nên tu hành trí nhất thiết tướng vi diệu, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng lợi ích an lạc tất cả hữu tình. Vị đại Bồ Tát ấy, đối với tất cả pháp, giác ngộ tất cả tướng rồi, phương tiện an lập tất cả hữu tình vào cảnh giới vô dư y niết bàn, trí tuệ của tất cả thanh văn độc giác có được việc này không? Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Lại, Xá Lợi Tử, ông nghĩ sao? Tất cả thanh văn độc giác, ai có thể khởi lên ý nghĩ: Ta sẽ chứng được quả vị giác ngộ cao tột, rồi phương tiện an lập tất cả hữu tình ở cảnh giới vô dư y niết bàn không? Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Lại, Xá Lợi Tử, ông nghĩ sao? Tất cả thanh văn độc giác, có ai có thể khởi lên ý nghĩ: Ta sẽ tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, ta sẽ tu hành thù thắng, bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, ta sẽ tu hành thù thắng, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, ta sẽ tu hành thù thắng, tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, ta sẽ tu hành thù thắng, các môn giải thoát, không vô tướng vô nguyện, ta sẽ an trụ cái nội không, cái ngoại không, cái nội ngoại không, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không không thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh. Ta sẽ an trụ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh không đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cõi hư không, cõi không thể nghĩ bàn. Ta sẽ an trụ thủ thắng, thánh đế, khổ tập diệt đạo. Ta sẽ tu hành tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Ta sẽ tu hành bậc kỳ,